Anh vẫn là một người công nhân tay bùn chân lấm. Anh vẫn đi tìm ngày mai để vẫn ở nơi nhà máy. Dù chẳng ai hiểu, chẳng ai biết, anh ngâm bồ hòn làm ngọt còn lại nước bọt anh nuốt vào trong. Vì cậu đáng nấu từ đường, anh học cách sống khiêm nhường để muốn bình thường vượt qua những dòng tố. Anh vẫn cố, vẫn cứ cố vì đứa gọi anh bằng bố anh chưa chăm nó được mấy khi. Còn người anh gọi là bố rồi thì thời gian lộc ác kia cũng sẽ lấy đi của anh. Anh kể câu chuyện của anh mà giọng anh buồn thì đéo ai nghe, đéo ai kể. Anh kể chuyện của người khác thì làm được chê, đéo ai share. Anh cứ dẫm đi dẫm lại trong một vòng tròn để còn chờ ngày về hưu trí. Anh không xác định được lối anh đi nên nay hay buồn lúc luôn là anh cũng suy. Anh chỉ là một hạt nhỏ trong ti tỉ nhưng hạt rất to. Anh chỉ một mình hạt nhỏ, người khác bảo hay nên hạt to. Anh là bèo bọt nên dù chuyện nhỏ cũng rất lo. Và nếu chuyện lớn xảy đến thì anh lại làm chỉ rồi mặc kệ nó. Bước vào nhà máy từ năm chưa 19 tuổi. Anh dùng đôi tay để trả lại giá cho đời một giọt mồ hôi. Hay đôi khi là cả máu, hay đôi khi là cả tuổi trẻ trong lòng cộng sản mà vẫn luôn độc không ai cộng sản. Anh đang đi tìm lại mình, hành trình như một con độc lạc. Dù biết em buồn nhiều khi em khóc như em ơi em, anh vẫn muốn dọc ngang. Đời này mà anh thiếu âm nhạc thì anh dám chắc anh không thể sống dù mọi thứ trong tay đã cầm chắc. Anh thầm nhắc rằng anh vẫn có một nơi để về, một người vẫn đợi và chưa bao giờ thôi thắc mắc. Đường còn dài đến ngày mai trời lại sáng, đêm đen sương mù và đời tàn độc kia sẽ khuất phục. Khi đôi chân anh còn đi, khi lửa còn cháy trong tâm trí, khi anh vẫn còn loay hoay gỡ bỏ cái bộ mặt lầm lì thì ngồi xuống đây em, anh em mình làm chi. Anh không nói lời chân lý vì cuộc sống anh vốn dĩ vẫn như lột. Anh không hề đi khuyên nhủ ai hết vì chuyện của anh toàn kết luận đầu tôm. Yeah. Anh sống như một gã khờ, anh sống như một thằng điên. Okay. Chẳng bận tâm quan tâm rằng ai đang nghĩ gì về anh ấy. Mẹ, anh sống như một gã khờ, anh sống chẳng cần ai. Một số cho đêm nay thật hay và anh đây thì ai cần. Yeah, biết coi sâu lắm. Fuck her in the best, yeah.